Xin internet chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thế Giới Tử Xa, một kênh chuyên về âm chén tử xa chính hãng từ Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024. Và video của shop Thế Giới Tử Xa sẽ được phát đều đặn vào tối thứ tư, sáng thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và cùng lan tỏa một thú chơi tao nhã và văn minh, đó là sưu tầm ấm tử xa và thưởng thức các loại trà. Thưa quý vị, sáng chủ nhật tuần này sẽ là 7 kỳ quan nhân tạo. Và 7 kỳ quan nhân tạo đó là 7 tác phẩm ấm tử xa đẹp, độc đáo, hiếm có, khó tìm. Và chúng tôi xin phép được giới thiệu 7 tác phẩm ấm tử xa vào sáng chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, đầu tiên đó là một bộ 3 tác phẩm ấm tử xa đẹp, độc đáo. Vâng, và cả 3 tác phẩm cùng một chất đất, đó là chất đất hoàng kim đoàn nguyên khoáng và lung hỏa biến bằng củi. Vâng, 3 tác phẩm rất đẹp, rất hoài cổ. Và tỷ lệ khoáng thì đương nhiên rồi, sẽ là đến 70-80 rồi đến 90%. Đối với chất đất này, quý vị dùng ngon nhất là các dòng trà ô long, các loại hồng trà, trà thiết quan âm. Vâng, đấy là ba cái dòng ngon nhất. Ngoài ra có thể dùng bạch trà cũng rất ngon. Thưa quý vị, đầu tiên là chữ ấm mã số M88. Một chữ ấm dáng thủy bình cổ. Họa tiết đó là phần đáp nổi một cái cây hoa mai ở mặt bên phải. Và bên trái cũng vậy ạ. Đây là một tác phẩm vừa về. Vâng. Cách đây một tháng, gần một tháng chúng tôi cũng lên hai tác phẩm và giao lưu luôn trong vòng một lốt nhạc. Thưa quý vị, chất đất hoàng kim đoàn nguyên khoáng và tỷ lệ khoáng thì đương nhiên rồi, 80-90%. Chiếc này lọc 9 lỗ. Bề mặt đây ạ. Phần sắt, kim loại và thạch anh cháy lên khi lung ở nhiệt độ hỏa biến. Đó là những cái lốt màu đen đây ạ. Một tác phẩm rất đẹp và hoài cổ. Và cái phần núm nắp là hình tượng của một cái gốc cây, một cái cành cây. Thì chính là cái phần núm nắp. Cầm rất là dễ chịu. Một chiếc ấm đẹp, rẻ. Vâng. M88 340ml. 1.150.000. Giảm 200, còn 950. Sau có một tác phẩm duy nhất. Vẫn là chất đất thần thánh hoàng kim đoàn nguyên khoáng, lung hỏa biến và lung bằng củi. Một tác phẩm phải nói là rất đẹp và kinh điển. Một chiếc ấm rất to, dùng trong những cái phòng khách rộng và sang trọng. Vâng, dung tích 350ml. Dung tích này quý vị có thể dùng 6 đến 8 bát ngồi thưởng trà quần ẩm thì là vừa đẹp. Mặt bên trái đấy ạ. Mặt bên phải là họa tiết đáp nổi và lung hỏa biến. Những cái phần, những cái đốm đen này là cái phần cháy lên của nhiệt độ lửa hỏa biến. Và tác phẩm đương nhiên rồi sẽ là tác phẩm lung củi. Bên trong đấy ạ. Lọc 9 lỗ. Chiếc ấm tử xa dáng ấm biển Phúc, mã số Z27, 350ml, 2.180.000, khuyến mại giảm 200, còn 1.980. Shop cũng có duy nhất một tác phẩm. Và tác phẩm thứ ba, vâng, đó là một chiếc ấm dáng thủy bình,
một cái dáng ấm và có một cái giai thoại. Đó là chiếc ấm như là một cái con thuyền, khi mà nhúng chiếc ấm vào một cái chậu nước thì nó sẽ nổi như là một cái chiếc thuyền. Vâng, dáng ấm thủy bình. Họ thấy đẹp không ạ? Mặt bên phải là phần đắp nổi một cái bông hoa, một cái cây hoa có hai gam màu chính là màu đỏ và màu xanh. Vâng, những chiếc ấm từ xa mà lung hỏa biến và lung bằng củi thì luôn luôn có những cái màu sắc độc lạ và không giống nhau. Kể cả 5 chiếc ấm cùng dáng, cùng một người làm nhưng mà lung nhiệt độ hỏa biến bằng củi sẽ cả 5 chiếc sẽ đều là 5 cái tác phẩm khác nhau, không giống nhau. Mỗi nhiệt độ của lửa vào một tác phẩm thì một chiếc ấm đó lại tạo thành một cái hình dáng, một cái màu sắc khác nhau. Vâng, bên trái là phần đáp nổi hai câu thơ là chữ thư pháp: Trà Tâm Châu Trung Hệ, Quân Tử Hoài Trà Không. Tạm dịch đó là trà thơm khắp chốn nhân gian, hương trà khỏa lấp tâm hồn đẹp. Chiếc này thì tỷ lệ khoáng rất cao nữa, lọc 9 lỗ bên trong đấy ạ. Cái phần vòi vót rất nhọn. Shop có duy nhất một tác phẩm. Vâng, mã số Z28 280 mil, 2.180.000, giảm 200, còn 1.980.000, duy nhất một tác phẩm. Và thưa quý vị, tiếp theo vẫn là một bộ 3 tác phẩm kinh điển. Đây là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật phủ vẽ đắp men pháp lam và vàng 24K lên bề mặt ấm từ xa. Đây là phần dát và khắc, cho nên là không bong quý vị nhé. Chúng tôi sẽ bảo hành trọn đời cho quý vị những cái chiếc ấm mà có họa tiết men pháp lam. Vâng, kể cả phần men dán cũng như là phần men khắc và đắp và dát. Đấy, quý vị mà gặp những chiếc mà bị bong hay gì, chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị, có thể đổi ấm khác hoặc có thể trừ tiền. Đấy, đấy là cái phần cam kết của shop Thế Giới Từ Xa, và chúng tôi cam kết đến cùng tất cả những sản phẩm bán ra trên thị trường, quý vị cứ yên tâm mà sử dụng thôi, không có gì phải suy nghĩ cả. Đây là phần kết hợp giữa phủ vẽ đắp nổi men pháp lam. Vâng, chiếc ấm mã Z59, chiếc ấm mã A227 và chiếc ấm mã Z58 cùng là họa tiết men pháp lam và vàng 24K phủ lên bề mặt. Z59, chiếc ấm dáng Tây Thi, họa tiết là ngũ hổ đồ, bên phải là ba chữ hổ, bên trái là hai chú hổ. Một tác phẩm ấm dành cho quý vị những người tuổi Dần. Vâng, những bác sinh năm 1974, 1962. Năm chú hổ rất đẹp, rất uy lực. Điểm nhấn của tác phẩm đó là phần dát vàng ở viền nắp ấm. Chất đất nguyên khoáng đại hồng bào, lọc 9 lỗ, lạc khỏa năm 1968 và phần chữ nhỏ là nguyên khoáng đại hồng bào. Z59 350 mil, giá 6.800.000. Vâng, tiếp theo là chiếc ấm dáng phòng cổ, họa tiết là ngũ kê, 5 chú gà trống, bên phải là 3, bên trái là 2. Vâng, dành cho những quý vị tuổi Dậu,
Quý vị sinh năm 1969. 1957. Vâng. Rất đẹp. Ba chú gà bên phải đấy ạ. Và khi mà phủ cái phần men pháp lam màu xanh trên cái phần lắp ấm thì rất đẹp và ấn tượng. Đây là phần men sứ, người ta vẽ đắp xong người ta mới lung, cho nên cái phần men sứ nó chảy nó dính luôn về vào trên cái bề mặt của lắp ấm từ xa, nó sẽ không bao giờ bị bong. Vâng. Z58 330 mm, giá 5,8 triệu. Lọc 9 lỗ. Và mã số A227 là chữ ấm dáng Tây Thi. Họa tiết đó là ngũ long, 5 chú rồng, bên phải là 3, bên trái là 2. Điểm nhấn là phần dát vàng ở viền nắp ấm và phần dát vàng ở núm nắp. Và cũng vẫn là phần phủ men pháp lam trên cái phần lắp ấm. Cái màu xanh và cái màu tím của cái chất liệu men pháp lam thì rất đẹp và ấn tượng. Mil, giá 6,8 triệu. Vâng. Ở video vào ngày chủ nhật. Vâng, ngày chủ nhật miền Bắc mưa bão ầm ầm. Quý vị và các bạn hãy ở nhà và pha trà và thưởng trà, đừng có ra ngoài. Vâng, cây cối đổ rồi các biển quảng cáo rơi vỡ rất nguy hiểm. Shop Thế Giới Từ Xa sẽ tặng quý vị và các bạn khi mua bất kỳ một trong ba tác phẩm này một bộ chén bốn chữ thiền trà ngộ đạo dát vàng. Đối với bộ chén này là phần đặt hàng riêng của shop Thế Giới Từ Xa đối với xưởng. Và chúng tôi làm cái độ dày gấp đôi những chiếc chén bình thường. Cầm rất là đầm tay và nó không sợ lóng, không sợ lóng ra bên ngoài tay. Bộ chén đấy ạ. Cả ba tác phẩm này đều kết hợp với bộ chén này thì rất hợp và đẹp. Cả về dung tích. Vâng. Chiếc chén là dung tích 55 mm, 900.000 một bộ, 4 chiếc. Quý vị hãy ngắm tổng quát ạ. Rất đẹp và hợp lý. Và ở video vào ngày chủ nhật này, quý vị mà không lấy chén, shop Thế Giới Từ Xa sẽ trừ 900.000 một chiếc ấm trên 3 tác phẩm này. Rất là dễ lựa chọn. Vâng, có nhiều quý vị thì mua quá nhiều chén rồi, không cần nữa, chúng tôi sẽ trừ vào tiền. Còn quý vị mà không trừ tiền thì lấy chén. Vâng, thưa quý vị, cuối cùng tác phẩm số 7 cũng là kỳ quan thứ 7. Trên đất thì quý vị và các bạn thuộc hơn cả chúng tôi, dáng ấm thì cũng là như vậy. Vâng. Đây là chính là tác phẩm ấm từ xa dáng ấm Tây Thi. Trên đất chu sần nguyên khoáng hạt to đỏ rực rỡ của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn gốm cổ Kiệt Hồ. Đây ạ. Và đây cũng là một trung tâm có uy tín vào hàng bậc nhất của Trung Hoa. Và cũng là một trung tâm có quan hệ mật thiết xin lỗi quý vị, mới cả shop Thế Giới Từ Xa. Hạt khoáng to như là hạt gạo. Da thì sần sùi như là da của cái quả bưởi. Một tác phẩm rất đơn giản.
Vâng, rất đơn giản, rất đẹp và ấn tượng. Quý vị hãy cảm nhận thành ấm ạ. Vâng, chiếc này lọc 14 lỗ. Họa tiết mặt bên phải là phần đắp nổi một chú chim chích đang đậu trên một cái cây liệu, quả liệu đấy ạ. Đấy, chú chim chích này là đắp bằng vàng 24K và cái phần quả liệu người ta cũng làm một chút điểm nhấn bằng vàng 24K. Cái điểm nhấn này ấy, chính là cái phần cái vỏ của cái quả liệu nó bong ra và chúng ta nhìn thấy bên trong là những cái hạt liệu. Đấy, một tác phẩm làm rất cầu kỳ. Bên trái là trơn. Đối với chất đất chu sần thì chúng tôi thường gọi là chùm cuối của những người sưu tầm ấm từ xa rồi. Càng dùng càng đẹp, càng để lâu càng đẹp, càng dùng càng có giá. Vâng, ấm cũ nhiều lúc bán và giao lưu còn đắt hơn cả ấm mới, bởi vì chúng ta dùng ấy, cái ten màu nó lên đỏ rực rỡ và đẹp hơn rất là nhiều. Điểm nhấn của tác phẩm đó là phần dát vàng ở núm nắp và phần dát vàng ở phần vòi và một cái phần vuốt bằng vàng ở phần quai ấm. Đây là một chiếc ấm có dung tích 280 ml. Vâng, chu sần 49 280 ml, giá 8,8 triệu. Một tác phẩm kinh điển. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là sáng chủ nhật, Shop Thế Giới Từ Xa giới thiệu quý vị và các bạn 7 tác phẩm ấm từ xa đẹp độc đáo. Và chúng tôi có giới thiệu đó là có 2 bộ 3. Đây là một ạ. Và đây là một. Đều là những tác phẩm rất là đẹp và độc đáo. Shop Thế Giới Từ Xa xin cảm ơn tất cả quý trà hữu đã xem video và đồng hành với Shop Thế Giới Từ Xa. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng đăng ký kênh. Mọi tư vấn mua bán, giao dịch trao đổi xin vui lòng điện về số này 0917 82 8186. Chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, ngày chủ nhật cuối tuần cũng xin kính chúc tất cả quý trà hữu thật nhiều sức khỏe. Vâng, và đặc biệt là ngày hôm nay và hôm qua, quý vị và các bạn chống bão hiệu quả, an toàn. Vâng, an toàn là trên hết. Vâng, Shop Thế Giới Từ Xa xin chào và hẹn gặp lại.